chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhân Laptop Bảo Hành Trọn Đời. Hiền Lê đã quay trở lại rồi đây. Và trong tuần này Hiền sẽ giải đáp một số câu hỏi mà các bạn đặt ra, đó là bạn là tân sinh viên ngành kinh tế, ngành sư phạm, hơn thế nữa bạn là nhân viên văn phòng, bạn đang tìm mua cho mình một chiếc laptop, nhưng năm nay chính vì Covid nên là nền kinh tế đã bị giảm sút và túi tiền của các bạn cũng đã hạn hẹp. Chính vì thế bạn không biết tìm những mẫu laptop nào phù hợp với túi tiền của mình và đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng máy của mình, thì trong clip ngày hôm nay Huyền sẽ giới thiệu cho các bạn top 5 mẫu máy giá chỉ từ dưới 8 triệu đồng. Máy có thể đáp ứng các nhu cầu sử dụng văn phòng nè, và hơn thế nữa các bạn có thể kiếm một số tựa game nhẹ nhẹ như là Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân. Thì ngay bây giờ chúng ta hãy đi tìm hiểu 5 mẫu laptop này nhé. Và mẫu máy đầu tiên mà Huyền mang đến đó là chiếc Dell Latitude E6440. Với phân khúc chỉ có 6 triệu 500 ngàn đồng thì Dell 6440 có một thiết kế bỏ nhôm nguyên khối, đã được chuyển sang màu xám lông chuột ở phần nắp máy, và đường viền có một bước cải tiến lớn. Với cân nặng là 2,1kg thì Dell 6440 cũng không quá nặng khi các bạn mang đi di chuyển. Dell 6440 được trang bị cấu hình là Core i5 chip 4300M, RAM 4GB, ổ cứng SSD 128GB và màn hình 14 inch. Và mẫu máy thứ hai đó là chiếc Dell Latitude E7440, vẫn là hai gam màu chủ đạo đen và bạc vô cùng bắt mắt và không kém phần sang trọng. Bên ngoài được phủ một lớp kim loại nguyên khối sáng bóng cực kỳ đẳng cấp và hợp thời trang. Phần logo được thiết kế viền màu đen, tạo điểm nhấn vô cùng khác biệt so với những mẫu laptop khác. Với cân nặng là 1,5kg thì Dell Latitude E7440 là chiếc laptop lý tưởng cho những bạn nữ. Với mức giá chỉ có 7 triệu 100 ngàn đồng và cùng với cấu hình là Core i5 chip 4300U, RAM 4GB, ổ cứng SSD 128GB và màn hình 14 inch. Thứ ba được đến từ thương hiệu HP. Chiếc máy này có tên là HP Elevate 840G2. Đây là dòng laptop cao cấp của HP được sản xuất nhắm đến đối tượng doanh nhân, nhân viên văn phòng. Chính vì thế máy được thiết kế vô cùng mỏng nhẹ, giúp người dùng dễ dàng mang theo bên người. Với bộ mỏng chỉ có 21mm, cân nặng là 1,58kg, không hề có gì đáng ngại khi bạn muốn mang theo nó đi làm, đi công tác hay thậm chí đi du lịch. Với mức giá chỉ có 7 triệu 100 ngàn đồng thì HP 840G2 cũng có cấu hình là Core i5 chip 5300U, RAM 4GB, ổ cứng SSD 128 và màn hình vẫn là màn hình 14 inch. Máy thứ tư đó là chiếc Dell Latitude E5450, có vỏ được làm bằng nhựa cứng, khung bằng hợp kim magie rất chắc chắn. Phần mặt trên của Dell Latitude E5450 được làm bằng nhựa nhám, cảm giác sờ vào rất mịn, mượt mà giống như sờ vào kim loại và không lo bị bám dấu vân tay. Khung máy được kiểm định đạt tiêu chuẩn quân đội MEI STD 810G. Về độ bền bỉ, khả năng chống va đập, chống chịu tốt, Dell E6540 sở hữu cấu hình Core i5 chip 5300U, RAM 4GB, ổ cứng SSD 128GB, và chiếc máy này chỉ có giá 7 triệu 500 ngàn đồng. Và chiếc máy cuối cùng mà Huyền mang đến đó là chiếc HP Folio 9480M, với thiết kế đẹp mắt từ bên trong ra bên ngoài, sự chắc chắn ở khung hợp kim magie bên trong và vỏ nhôm phay xước làm cho chiếc máy thêm phần sang trọng và lịch lãm. Bên ngoài HP Folio 9480M được sơn phủ một lớp sơn tĩnh điện màu bạc, lớp sơn hơi nhám sẽ giúp cho không bị bám dấu vân tay trong quá trình sử dụng. Nắp máy là logo của HP, được mạ cà rôm sáng bóng và nổi bật. Bốn góc của HP 9480M được bo tròn đều, góc bo mềm mại, hợp lý. Đi kèm với thiết kế đẹp thì cấu hình của chiếc máy này là Core i7 chip 4600U, RAM 4GB, ổ cứng SSD 128 và chiếc máy này được bán với giá chỉ có 7 triệu 800 ngàn. Vừa rồi Huyền đã giới thiệu cho các bạn 5 mẫu máy với mức giá tầm trung. Không những máy có thiết kế đẹp mà có cấu hình cũng có thể đáp ứng đủ các nhu cầu mà các bạn đã đặt ra. Và các bạn cũng có thể chơi một số tựa game online đình đám hiện nay. Và nếu các bạn muốn tham khảo những mẫu laptop này hoặc là những mẫu laptop khác thì các bạn có thể đến ngay tại địa chỉ cửa hàng 746 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, hoặc là các bạn có thể inbox ngay cho Huyền theo số điện thoại 0909682336. Và clip của Huyền đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.